Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta tiếp tục học giáo trình Editor A2 chương 6 và ở trang 85 chúng ta có một CD để học tập. CD số 26 với đề tựa là Reaction de client. Client là khách hàng, reaction số nhiều là các phản ứng của các khách hàng. Và chúng ta hãy coi nội dung của CD này trước khi trả lời các câu hỏi. Và tôi đã ghi tất cả nội dung phần transcription của CD số 26 ra Word để chúng ta cùng tìm hiểu. Presentateur. Presenter là trình bày. Presentateur chúng ta có thể nói là người hướng dẫn chương trình, người dẫn chương trình. Ông ta nói như thế này. C'est l'heure maintenant de notre zoom sur les actualités locales. Ở đây chúng ta để ý. Maintenant không phát âm ký tự ơ này. Maintenant. Zoom là một cái cách nói là chúng ta phóng to ra để chúng ta nhìn cho kỹ. Như là khi chúng ta coi hình ảnh hay là chụp ảnh á, mình zoom cái ống kính ra để cho nó rõ. Les actualités locales, các cái hoạt động của địa phương. Và bây giờ là lúc để chúng ta nhìn xem lại cho kỹ các hoạt động của địa phương. Aujourd'hui, nous allons parler de la campagne légumes moches dans une chaîne de supermarché très présente dans notre région. Ở đây campagne, chúng ta phát âm M là N, là campagne là một chiến dịch. Nghĩa đầu tiên là đồng quê, ở đây là một cái chiến dịch, một cái phong trào. Đầu từ parler đi với giới từ de. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chiến dịch, một cái chương trình về có tên là Legumos. Chúng ta để ý, chữ mos là một cái cách nói thân mật, cách nói informal của chữ xấu á. Mà thay vì người ta dùng chữ xấu, mauvais, giờ thì người ta dùng mos. Các cái rau cỏ xấu xí. Trong một chuỗi, Incheon là một chuỗi, một dây chuyền các cái siêu thị. Très présent, tính từ présent đi với danh từ chaîne là cái chuỗi, các cái cửa hàng siêu thị này rất là hiện diện, tức là có nhiều ở trong vùng miền của chúng ta. Sur les affiches de la campagne publicitaire, il n'y a que des fruits et légumes. Và trên các cái tấm biểu ngữ, các cái tấm bích chương của chiến dịch quảng cáo này thì chỉ có nô no cờ là chỉ có những cái trái cây hoa quả và rau cỏ xấu xí. Chúng ta lại gặp tính từ mosh. On voit un citron, une aubergine, une pomme de terre ou encore une orange qui ont une forme peu habituelle. Habituelle là bình thường, peu habituelle là ít bình thường, là không mấy bình thường. Và người ta thấy một quả chanh, một quả cà tím, một củ khoai tây hay là một quả cam mà chúng có cái hình thể không có bình thường. Ils sont déformés un peu bizarre. In là chúng và tất cả những cái củ quả trên đó, chúng bị biến dạng. Forme mà là một cái hình dạng. Déformé làm cho nó ra một cái hình dạng khác, nó biến dạng và nó hơi kỳ cục. Notre reporter de choc Magali Cordier est donc allé dans un magasin de cette chaîne pour faire un reportage sur cette campagne anti-gaspillage. Phóng viên của chúng ta là bà Magali Cordier, như vậy đã đi tới một cửa hàng, tức là một siêu thị trong cái chuỗi siêu thị này để làm một cuộc phóng sự về chiến dịch chống lãng phí. Chúng ta đã học ở trong bài trước là một trong những sáng kiến để chống lãng phí thức ăn ở trên thế giới là người ta lấy những cái củ quả rau củ mà xấu xí này người ta bán với giá rẻ bởi vì chất lượng của nó vẫn bình thường mà chỉ vì cái hình thể của nó không có bình thường. Do đó thay vì vứt đi vào sọt rác thì người ta lấy ra người ta bán rồi bán với một giá rẻ và khách hàng cũng ủng hộ mua. Bà Magali Cordier nói như thế này: Bonjour Marine, vous êtes caissière dans ce supermarché. Que pensez-vous de cette opération fruits et légumes? Thưa chị Marine, chị là người thâu ngân ở trong cái siêu thị này. Chị nghĩ gì về pensez de? Chị nghĩ gì về cái công cuộc operation, là cái cuộc thực nghiệm, cái cuộc tiến hành có cái tên là fruits et légumes, trái cây và rau quả xấu xí. Une caissière và cái chị thu ngân nói như thế này: Ben oui, c'est bien. Tốt chứ, c'est moins cher et c'est un gros avantage. Thì nó rẻ hơn, mua như vậy thì rẻ hơn và đây là một cái lợi thế. C'est juste l'aspect qui change. Đây chúng ta phát âm là l'aspect, không phát âm là l'aspect. Chính cái, chỉ có chính cái vẻ bên ngoài nó thay đổi mà thôi.
Et puis, si les produits sont frais, frais là tươi sống, nếu các cái sản phẩm này còn tươi, c'est le même résultat quand ils sont cuits. Cuits là được nấu chín, thì khi nấu chín, chúng nó vẫn có một cái kết quả như nhau. Đẹp hay xấu thì cũng ra một kết quả như nhau nếu các cái sản phẩm này còn tươi. Enfin, en tout cas, le client en achète et sont contents de payer moins cher. Trong câu này chúng ta để ý hai chỗ. Thứ nhất là đại từ on, chúng ta học ở trong bài này. Đại từ on là pronom on, nói về số lượng. Dẫu sao đi nữa thì các cái khách hàng này cũng mua chúng. Động từ acheter đi với the. Đây là active participle và chúng ta thay cái danh từ có the đó bằng on. Các khách hàng mua chúng và họ rất là hài lòng vì content the. Họ rất hài lòng vì được trả rẻ hơn. Tính từ share ở đây dùng như là trạng từ do nó không có thay đổi. Payer moins cher không có thay đổi bởi vì bây giờ nó là adverb, nó là trạng từ. Gốc của nó là tính từ mà chúng ta biết có một số tính từ được dùng như trạng từ và khi dùng như trạng từ thì nó không có thay đổi. Và nghe như vậy thì bà Magali Cordier nói Oui, cette opération a succès. Đúng rồi, cái công cuộc tiến hành này rất là thành công. Merci Marine, cảm ơn chị Marine. Je me dirige maintenant vers le rayon des fruits et légumes et je vais demander à des clients ce qu'ils pensent de tout ça. Bây giờ tôi tiến về phía quầy của hoa quả, trái cây và rau cỏ và tôi sẽ hỏi, tôi từ đó đi với à, tôi sẽ hỏi một số các khách hàng điều mà họ nghĩ về tôi từ penser đi với. Tôi sẽ hỏi một số khách hàng hỏi cái họ nghĩ về tất cả những chuyện này. Và bây giờ hỏi một ông khách hàng Alors, monsieur, que pensez-vous de ces fruits et légumes? Tôi tự pensez de vida. Ông nghĩ gì về những cái trái cây hoa quả và những cái rau này? Un client, ông khách hàng nói, tôi là ông ta suy nghĩ một chút. En fait, on est habitué à des produits qui ont toujours la même apparence. Apparence là cái vẻ bên ngoài. Vẻ bên ngoài của một con người, vẻ bên ngoài của một cái đồ vật gì đó. Và habitué đi với giấy từ à. Ô là chúng ta. Ồ, thực ra là chúng ta đã quen với những cái sản phẩm. Mà những cái sản phẩm này nó luôn luôn có cùng một cái bề ngoài giống nhau. Là c'est sûr que c'est moins beau. Còn ở đây thì chắc chắn là, sûr là chắc chắn. Ở đây thì chắc chắn là ít đẹp hơn, tức là xấu. Chúng ta quen mua những cái sản phẩm nó đồng đều với nhau. Người ta xếp những cái sản phẩm rất là giống nhau, rất là đều nhau. Còn ở đây thì nó là những cái loại rau củ quả moche là xấu, do đó nó không có đẹp bằng. Moins beau. Regardez cette botte de carottes. Này, bà hãy nhìn cái bó, botte là một bó. Cái bó cà rốt này, les carottes sont complètement déformées. Ký tự em mà phát âm là em. Các cái củ cà rốt này thì hoàn toàn bị biến dạng. Et là les pommes ont des taches. Ở đây thì các cái củ cà rốt nó bị biến dạng, còn ở kia kìa thì những cái quả táo thì nó có những cái vết. Ở đây chúng ta để ý nhé, tash nó có hai cách viết. Viết một kiểu là A bình thường và một viết một kiểu là A có accent circumflex. Ở trong sách người ta viết accent circumflex nhưng mà lại không trúng. Bởi vì accent circumflex ở chữ tash này nó mang nghĩa là một cái nhiệm vụ. Một cái nhiệm vụ, ở đây chúng ta không có nhiệm vụ, một cái công việc gì hết. Kìa, những cái quả táo nó có những cái vết vết ở trên cái vỏ, cái da của quả táo. Nhưng mà chúng ta ý, chỗ này phải nó viết A bình thường. Ở trong sách người ta viết là có một sự nhầm lẫn, người ta viết là A accent circumflex. Ở đây chúng ta phải sửa lại là A bình thường. Task là những cái vết. Kìa, nhìn kìa, những cái quả táo thì có những cái vết ở trên đó, không biết là cái vết gì, đen đen, chấm chấm, vân vân. On a envie d'en prendre d'autres, avoir envie de. Và người ta thấy như vậy, người ta muốn lấy những cái khác, chọn những cái khác. Ở đây chúng ta lại gặp đại từ on, thay cho một số lượng. Người ta thấy những cái quả táo, nó có những vết ở trên vỏ, trên da. Và người ta có ý muốn là chọn những quả khác. Đầu từ prendre, khi chúng ta đi mua hàng, thì prendre có nghĩa là choisir, chọn những cái khác. Même si les mots sont sûrement aussi sucrés, cho dù những cái quả xấu xí này, thì chắc chắn là sûr, ở đây chúng ta có c'est sûr, chắc chắn là, thì đây sûrement là adverb, thì chắc chắn là chúng nó cũng ngọt như vậy thôi. Mais il faut changer de mentalité. Mentalité là cái cách suy nghĩ của một tập thể.
chúng ta gọi là não trạng, cách suy nghĩ. Và bây giờ phải thay đổi cái cách suy nghĩ. Et je suis complètement d'accord avec ça. Complètement, phát âm là N. Và tôi hoàn toàn đồng ý với đó, với cái chuyện này. Cái chuyện là phải thay đổi cái cách suy nghĩ. Mais il faut changer de mentalité. Et je suis complètement d'accord avec ça. Và tới đây thì bà phóng viên nói là Et vous, madame, est-ce que ces fruits et légumes vous plaisent? Động từ plaire, à, chúng ta để ý là nghĩa nguyên thủy của nó là làm vui lòng ai. Plaire, à, là làm vui lòng ai. Nhưng mà lại một các cái trường hợp khác chúng ta không thể dịch như vậy. Chúng ta phải bắt là thích, làm vui lòng. Hoặc là chúng ta dịch ngược lại là thích. Ở đây tôi phải dịch theo kiểu thứ hai. Thế còn bà, những cái loại hoa quả, trái cây và rau này bà có thích không? Và bà khách hàng nói Moi, je les trouve très poétique. Tôi thấy chúng rất là poétique, tức là rất vẻ nên thơ. C'est les légumes, những cái rau củ quả mà xấu xí này, chúng nó có vẻ là thi vị. Regardez ces citrons ou même ces poires, chacune a sa propre forme. Các bạn hãy nhìn những quả chanh kìa và những cái quả lê kìa. Mỗi quả thì đều có cái hình dạng riêng của nó. C'est presque de l'art. Và chúng ta có thể nói gần như đây là một cái nghệ thuật. Ça devient rigolo de faire ses courses. Faire les courses là đi mua bán. Và chúng ta nếu mua cái đó thì thật là vui, thật là buồn cười. Rigolo là cách nói thân mật. Và tới đây là chấm dứt chương trình và người dẫn chương trình nói Presentateur, merci Magali pour ce reportage. Cảm ơn chị Magali về cái cuộc phóng sự này. Pour une fois, tout le monde est d'accord. Và ít nhất lần này, pour une fois, lần này thì tất cả mọi người đều đồng thuận. Vive les fruits et les légumes. Vive là hoan hô các trái cây, hoa quả và các cái rau xấu xí. À demain sur notre antenne. Hẹn tất cả mọi người ở trên đài của chúng tôi vào ngày mai. Và bây giờ chúng ta nghe phần audio của CD này. Unité 6. Côté cuisine. Page 85, document B. Réaction de client. C'est l'heure maintenant de notre zoom sur les actualités locales. Aujourd'hui, nous allons parler de la campagne légumes moches dans une chaîne de supermarchés très présente dans notre région. Sur les affiches de la campagne publicitaire, il n'y a que des fruits et légumes moches. On voit un citron, une aubergine, une pomme de terre ou encore une orange qui ont une forme peu habituelle. Ils sont déformés, un peu bizarres. Notre reporter de choc Magali Cordier est donc allée dans un magasin de cette chaîne pour faire un reportage sur cette campagne anti-gaspillage. Bonjour Marine, vous êtes caissière dans ce supermarché? Que pensez-vous de cette opération fruits et légumes moches? Ben oui, c'est bien. C'est moins cher et c'est un gros avantage. C'est juste l'aspect qui change. Et puis, si les produits sont frais, c'est le même résultat quand ils sont cuits. Enfin, en tout cas, les clients en achètent et sont contents de payer moins cher. Oui, cette opération a du succès. Merci Marine. Je me dirige maintenant vers le rayon des fruits et légumes et je vais demander à des clients ce qu'ils pensent de tout ça. Alors, monsieur, que pensez-vous de ces fruits et légumes? En fait, on est habitué à des produits qui ont toujours la même apparence. Là, c'est sûr que c'est moins beau. Regardez cette botte de carottes. Les carottes sont complètement déformées. Et là, les pommes ont des taches. On a envie d'en prendre d'autres, même si les moches sont sûrement aussi sucrées. Mais il faut changer de mentalité, et je suis complètement d'accord avec ça. Et vous, madame, est-ce que ces fruits et légumes vous plaisent? Moi, je les trouve très poétiques, ces légumes moches. Regardez ces citrons, ou même ces poires. Chacune a sa propre forme. C'est presque de l'art. Ça devient rigolo de faire ses courses. Merci Magali pour ce reportage. Pour une fois, tout le monde est d'accord. Vive les fruits et les légumes moches. À demain sur notre antenne.
Sau đây chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi. Comprehension oral, chúng ta nghe hiểu, chúng ta nghe CD số 26 xong và bây giờ chúng ta hiểu như thế nào thì trả lời các câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, l'aspect des fruits et légumes est-il important pour vous? Người ta hỏi là cái hình dáng bên ngoài, cái dáng vẻ bên ngoài của các loại hoa quả, trái cây và rau cỏ có quan trọng đối với bạn không? Nếu chúng ta thấy quan trọng thì chúng ta phải nói là oui, rồi mình giải thích ra. Đúng rồi, chúng tôi phải mua những cái trái cây có cái bề ngoài nó đẹp, bởi vì nếu không thì người ta cứ nghĩ là cái này nó bất thường, nó không có ngon, nó có chất lượng không tốt. Còn nếu chúng ta trả lời là không, cái gì cũng được hết, đối với tôi chất lượng thì nó giống nhau, thì chúng ta trả lời là phải nói nêu cái lý do mình ra. L'aspect des fruits et légumes est-il important pour vous? Câu hỏi số 2. Ce document est une publicité ou un reportage? Cái tài liệu chúng ta vừa nghe ở trong CD số 26, nó là một cái quảng cáo hay là một chương trình phóng sự? Thì chúng ta đã thấy ở trong bài có hai chỗ người ta nói đây là một cuộc phóng sự. Và người dẫn chương trình nói là chúng tôi đã có một người phóng viên tên là Magali Cordier đi tới một trong những cái siêu thị này để làm một cái phóng sự, un reportage. Và bên dưới chúng ta cũng có một chỗ nữa người ta dùng cái chữ reportage. Người dẫn chương trình cảm ơn cô phóng viên. Merci Magali pour ce reportage. Cảm ơn chị Magali về cái phóng sự này. Như vậy chúng ta có thể trả lời đây là một phóng sự. Ce document est un reportage. Câu hỏi số 3. Que fait la journaliste Magali Cordier? Nhà báo Magali Cordier làm cái gì? Ở trong phần giới thiệu thì chúng ta thấy là người dẫn chương trình nói là phóng viên của chúng tôi là Magali Cordier. Et donc aller dans un magasin de cette chaîne pour faire un reportage sur cette campagne anti-gaspillage. Chị Magali Cordier đã đi xuống một trong cái cửa hàng, một trong những cửa hàng của cái chuỗi siêu thị này để làm một phóng sự về cái chiến dịch chống lãng phí này. Chúng ta trả lời như sau. Elle est allée. Cô này làm gì? Elle est allée dans un magasin de cette chaîne pour faire un reportage sur la campagne anti-gaspillage. Elle est allée, cô ta đã đi tới một cửa hàng, un magasin dans cette chaîne, trong cái chuỗi này, cái chuỗi siêu thị này, để làm một phóng sự, pour faire un reportage sur la campagne gaspillage. Và câu hỏi số 4, que pense la caissière de cette campagne? Pensez de là nghĩ gì? Cái cô thu ngân nghĩ gì về? Cô Thu Ngân nghĩ gì về cái chương trình này, cái chiến dịch này? Và cô ta nói là đây là cái điều rất là hay và hàng hóa mua thì ít đắt hơn, tức là rẻ hơn. Và đây là một cái lợi điểm lớn. Cô ta nói là c'est un gros avantage. Rồi các khách hàng mua rất là nhiều các cái sản phẩm này và rất hài lòng vì được trả tiền rẻ hơn, ít mắc hơn, tức là rẻ hơn. Chúng ta có thể viết câu trả lời như sau. Elle pense que cette campagne, cái chiến dịch này, est un gros avantage pour les clients. Pour les clients. Rồi những người này, ceux-ci sont contents, rất là hài lòng, sung sướng. De payer moins cher. Đó là ý kiến của cô Thu Ngân. Câu số 5. À quelle sorte de produits sommes-nous habitués selon le client?
Đây là cái ông khách hàng kế tiếp, ông ta theo ông ta thì chúng ta đã quen với cái loại sản phẩm gì và bây giờ chúng ta phải làm gì? Ông khách hàng ông nói là chúng ta quen với cái loại sản phẩm nó có cái vẻ ngoài giống nhau, tức là đưa ra những cái sản phẩm gì đó, rau củ quả thì nó đồng đều, rất là giống nhau. Và bây giờ chúng ta phải thay đổi cái tâm lý, cái não trạng, cái cách suy nghĩ. Để trả lời cho câu hỏi số 5 thì chúng ta trả lời như sau. Selon lui, theo ông ta, nous sommes habitués. À, động từ habitué đi với à des produits qui ont la même apparence. Chúng ta quen như vậy rồi. Rồi bây giờ phải làm gì để thay đổi? Il faut changer de mentalité. Phải thay đổi cái cách suy nghĩ đi. Selon lui, nous sommes habitués à des produits qui ont la même apparence. Il faut changer de mentalité. Câu hỏi số 6. Que pense la cliente des fruits et légumes moches? Ở đây chúng ta vẫn có đờ là nghĩ gì về? Bà khách hàng nghĩ gì về cái loại hoa quả trái cây xấu xí? Khách hàng cuối cùng nói là moi je les trouve très poétiques. Và bởi vì mỗi cái nó có một cái hình thể khác nhau. C'est presque de là. Chúng ta trả lời câu hỏi số 6 như sau. Elle pense que c'est poétique. C'est presque de là, gần như là một cái nghệ thuật. Bà ta không thấy xấu xí và bà ta thấy nó có cái dáng vẻ khác nhau như vậy là gần như là một cái nghệ thuật. Elle pense que c'est poétique. Rất là nên thơ, rất là thi vị. C'est presque de là. Và câu hỏi số 7, các bạn hãy tìm trong danh sách này những cái loại hoa quả trái cây được nêu ở trong cái CD này. Trouver dans la liste les fruits et légumes cités dans l'enregistrement. Chúng ta có banana, poireau, chúng ta đếm khoảng chừng 5 chữ. Banana, poireau, fraise, carotte, pois. Thì đây chúng ta không thấy có banana này, không thấy có poireau này, không thấy có fraise, nhưng mà có carotte, có củ cà rốt, có poire, có pomme, có citron, có orange, có aubergine. Và sau cùng đây là phần đề xuất của tài liệu. Người ta giúp chúng ta tóm lại những cái cách nói để diễn tả sự đồng ý, sự đồng thuận của mình. Pour exprimer son accord, accord là sự đồng ý, son approbation, sự tán đồng của mình. Oui, c'est bien. Chúng ta nói oui, c'est bien, tức là tốt, tốt đó. Je suis complètement d'accord avec ça. Tôi hoàn toàn đồng ý với cái chuyện đó. Tout le monde est d'accord, c'est super. Tất cả mọi người đều đồng ý, thật là hay. Je suis pour l'opération Legume Gauche. Chúc cuộc đây là ủng hộ. Tôi hoàn toàn ủng hộ cái công việc, cái tiến trình mua rau củ quả xấu. Và nếu chúng ta không tán đồng thì là contre. Je suis contre. Ở đây chúng ta đang nói về sự đồng thuận thì chúng ta sẽ dùng Je suis pour l'opération pour này là tán đồng. Và câu cuối cùng, c'est génial, cette idée, bravo. Ý tưởng đó cực kỳ hay. Hoan hô. Xin chào tất cả mọi người.